Tại các trường đại học, nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng đang tưng bừng diễn ra. Hội trại khởi nghiệp dành cho sinh viên lần thứ 5 liên tiếp được Trường Đại học Đại Nam tổ chức vào mỗi dịp 20 tháng 11. Và năm nay cũng là đúng dịp nhà trường kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường. Từ đây, rất nhiều ý tưởng của các bạn trẻ đã được triển khai trên thực tế nhờ sự hướng dẫn của các thầy cô. Ý tưởng của em thì đã đạt giải nhất của cuộc thi khởi nghiệp quốc gia năm 2016. Hiện nay thì chúng em đã bán được 2 lứa gà rồi và rất được thị trường đón nhận. Và trong tương lai thì bọn em muốn phát triển mô hình vừa kết hợp chăn nuôi gà và kết hợp với mở rộng ra du lịch trải nghiệm. Hàng năm khi mà chứng kiến từng thế hệ của sinh viên ra trường thì tôi cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi chứng kiến cái sự thành công và trưởng thành của các em. Và tôi cũng cảm thấy mình rất là may mắn và hạnh phúc khi mình chọn nghề này. 10 năm qua, Kim Chỉ Nam dạy học phải đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Học để thay đổi là những gì mà mỗi thầy cô giáo nơi đây luôn nỗ lực trao truyền cho hơn 17.000 sinh viên của mình. Không khí vui tươi, tình cảm thầy trò ngập tràn trong ngày lễ trọng của các thầy cô giáo.